Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, câu hỏi vòng 3 như sau. Theo anh chị, bé có biết cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay không? Bây giờ dự đoán bằng cách bấm bàn phím và có 3 đợt lựa chọn trong vòng thi này. Có bé thì biết, mà có bé thì không biết. Làm thế nào trùng khớp để ghi điểm? Bây giờ bạn Chí Bửu chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Danh Thanh có biết cây trà và cây chè là cùng một loại cây hay không? Đúng rồi, tôi nghĩ là không. Tại sao? Đúng rồi, tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ rằng thật ra cái đó thì người lớn mình á mới có thể là biết nhiều hơn. Thật ra các trẻ không có tiếp xúc được qua cái chè và cái trà, nó khác nhau ở cái chỗ nào. Danh Thanh ơi, hãy nói cho mọi người nghe, cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác loại với nhau. Vì cây trà cho người uống, còn chè để ăn à. Chúc mừng trùng khớp với bé. Bạn rất giỏi khi đoán trùng khớp với bé. Còn bây giờ thì xin mời bạn Thùy Hương chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Bảo Vi có biết là cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay không? Dạ, em nghĩ là bé có biết ạ. Bảo Vi ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè là cùng một loại. Trà là người của miền Nam, còn chè là từ của người miền Bắc. Yeah, trùng khớp đi bé. Tiếp tục, bạn Chí Bửu chuẩn bị. Bé Ngọc Tường có biết cây trà và cây chè là cùng một loài hay không? Không, không biết, bé không biết. Ngọc Tường ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay khác loài? Dạ khác loài, tại vì cây trà là mình để uống, còn cây chè mình để ăn. Chè đậu đỏ, chè đậu xanh, chè đậu trắng, chè đậu đen. Trùng khớp đi bé. Chúng ta cùng tiếp tục với bạn Thùy Hương chuẩn bị. Bé Hoàng Lộc. Bé Hoàng Lộc có biết là cây trà và cây chè là cùng một loài hay không? Bé sẽ trả lời như thế nào? Dạ em nghĩ là bé không biết ạ. Hoàng Lộc ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay là khác loài vậy? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác nhau, bởi vì trà uống vô thì đắng, còn chè uống vô thì ngọt và thơm. Chúc mừng trùng khớp. Bạn Chí Bửu chuẩn bị. Bé Thảo Nhi có biết cây trà và cây chè cùng một loài cây hay không ạ? Có, cháu sẽ biết. Thảo Nhi ơi, cây trà và cây chè cùng một loài hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè cùng một loài, vì miền Nam gọi là trà và miền Bắc gọi là chè, nhưng thật ra nó cũng cùng một loài. Chúc mừng trùng khớp với bé. Và bây giờ là sự lựa chọn tiếp theo, xin mời bạn Thùy Hương chuẩn bị. Mỹ Hằng có biết là cây trà và cây chè cùng một loài cây hay không? Dạ em nghĩ bé không biết ạ. Mỹ Hằng ơi, cây trà và cây chè cùng một loài hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác nhau. Vì cây chè thì lại có hột, cây trà thì lại có lá trà. Chúc mừng trùng khớp với bé. Biết mà không đúng thì cũng đồng nghĩa là không, đúng không? Bây giờ thì xin được công bố số điểm của hai thí sinh sau các vòng thi như sau. Bạn Thùy Hương 240 điểm. Bạn Chí Bửu rất xuất sắc, đã vượt theo nhưng vượt qua không nổi, 180 điểm. Bạn Chí Bửu sẽ nhận tiền thưởng là 1.500.000 đồng và gửi đến bạn phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Xin cảm ơn. Bạn có biết vì sao bổ nước cốt gà Brent mỗi ngày? Nước cốt gà Brent là thức uống dinh dưỡng từ tinh chất gà, giúp bồi bổ thể chất và trí não. Có Brent, bổ luôn khỏe mạnh. Hãy uống Brent mỗi ngày, nước cốt gà Brent. Thưa
Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng thi đặc biệt, thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội trải qua lựa chọn 5 trong số 7 bé trên màn hình. Mỗi một bé lần này sẽ có một câu hỏi riêng biệt và ẩn chứa các số điểm khác nhau từ 50 điểm cho đến 250 điểm. Làm thế nào để cuối cùng cộng lại tổng số điểm của bạn từ 500 điểm trở lên, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt. Trong trường hợp cộng lại không đủ 500 điểm vì nhiều câu không trùng khớp ý với bé, thì bạn sẽ nhận tiền thưởng là 2 triệu đồng. Nếu bạn chiến thắng vòng thi đặc biệt, tiền thưởng sẽ là 4 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn Thùy Hương. Hãy lựa chọn cho mình 5 trong số 7 bé trên màn hình. Dạ, em xin chọn bé Ngọc Tường. Em xin chọn bé Thanh Hiền ạ. Dạ, bé Mỹ Hằng. Dạ, bé Bảo Vi. Dạ, bé Thảo Nhi. Chia tay với Hoàng Lộc và Danh Thanh nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của bé Ngọc Tường như sau. Theo Ngọc Tường, nấm thường mọc vào mùa mưa hay mùa khô? Em nghĩ bé thế là mọc mùa mưa ạ. Ngọc Tường ơi, theo con, nấm thường mọc vào mùa khô hay mùa mưa? Dạ thưa chú, nấm nó mọc vào mùa khô tại vì nó khô. Chưa trùng khớp đi với bé. Thưa quý vị, chẳng hạn như nấm mối thì bắt đầu những cơn mưa đầu mùa rơi xuống thì nấm mọc lên, thì đó là kiến thức của người lớn chúng ta. Nhưng mà đối với bé thì là nấm nó khô cho nên mọc mùa khô. Chúng ta cùng tiếp tục với bé Thanh Hiền. Câu hỏi cho Thanh Hiền như sau. Theo Thanh Hiền, dưa mọc ở vùng khô cằn và dưa mọc ở nơi ẩm ướt, dưa ở đâu ngọt hơn? Anh xin chọn khô cằn ạ. Dưa mọc ở vùng khô cằn hay dưa mọc ở vùng ẩm ướt, ở đâu ngọt hơn? Dạ thưa chú, con nghĩ là dưa mọc ở nơi ẩm ướt vì nước đó, nó sẽ làm cho dưa hấu nó nhiều nước để mình ăn nó ngọt hơn. Chưa trùng khớp BBB. Thưa quý vị, ngày nay yếu tố để dưa được ngọt nó có rất nhiều. Phân bón là điều hết sức quan trọng để cho quả dưa được ngọt. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bé Mỹ Hằng. Câu hỏi cho Mỹ Hằng như sau. Theo Mỹ Hằng, các loại khoai tây hoặc đậu phộng khi mọc mầm, chúng ta có nên ăn hay không? Kiến thức của người lớn chúng ta thì biết rằng những loại khoai tây, đậu phộng mà mọc mầm thì ăn rất là độc hại, ăn rất có hại. Nhưng đối với bé lại là vấn đề khác. Bé sẽ cho rằng là nên ăn hay là không nên? Dạ em nghĩ bé không nên ăn ạ. Bé nghĩ sẽ không nên ăn. Mỹ Hằng ơi, theo con, các loại khoai tây hoặc đậu phộng khi mọc mầm chúng ta có nên ăn hay không? Dạ thưa chú, chúng ta nên ăn vì nó đã chín, mình có thể ăn được. Chưa trùng khớp với bé rồi. Các bé lưu ý chú Bạch dặn nha. Khoai tây mà mọc mầm mình không nên ăn bởi vì nó rất là độc. Nó có rất nhiều chất độc và ăn nguy hại đến sức khỏe. Nếu mà ăn nhiều có thể dẫn đến tử vong. Các con lưu ý điều này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bé Bảo Vi. Theo Bảo Vi, cây tre có thể cao đến 100 mét hay không? Bé sẽ trả lời như thế nào? Em nghĩ bé sẽ trả lời là không. Bảo Vi ơi, theo con, cây tre có thể cao đến 100 mét không vậy? Dạ thưa chú, cây tre có thể cao đến 100 mét tại vì cây tre thường rất cao. Và tại vì bé cũng có đọc truyện cây tre trăm đốt. Chưa trùng khớp với bé. Chúng ta cùng tiếp tục với bé Thảo Nhi. Câu hỏi dành cho Thảo Nhi như sau. Theo con, nên ngủ trưa nhiều hay ít sẽ tốt cho sức khỏe hơn? Theo em nghĩ bé sẽ nói là ngủ nhiều tốt hơn ạ. Thảo Nhi ơi, con hãy trả lời cho mọi người nghe, nên ngủ trưa nhiều hay ngủ trưa ít thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn? Dạ, ngủ trưa nhiều tốt cho sức khỏe hơn vì...